tập 9. Vivi, sao bây giờ cậu mới tới? Bọn mình đều thi xong rồi. Người hợp tác của cậu đâu? Cậu ấy trên đường có chuyện làm chậm trễ. Mình đợi cậu ấy một chút. Hay là để bạn của mình giúp? Không cần, các cậu đi trước đi. Mình đợi cậu ấy. Vậy cậu cố lên. Tạm biệt. Tạm biệt. Thi massage cơ thể sắp bắt đầu rồi. Người tiếp theo, Mai Vivi. Người này sao lại quen mắt vậy chứ? Cậu ta chính là Hắc Kiều Quân mà cậu hay nói đúng không? Chúng ta đi thôi. Sao bây giờ em mới tới? Lớp của em đều thi xong rồi. Người hợp tác của em đâu? Người hợp tác của em chắc có chuyện trên đường. Thầy đợi thêm chút đi. Em xem mấy giờ rồi, đợi thêm chút ạ. Thầy, người hợp tác của em tới rồi. Mau lên. Thầy cho chúng em thêm cơ hội đi. Tiếp theo bắt đầu thi. Vận động viên áp lực lớn. Em thử một chút. Kỹ thuật thư giãn đầu và mặt đi. Dạ. Sao cậu thi xong mình không thấy đâu nữa? Tôi cầm một cái giúp cậu. Không cần. Cậu gầy như vậy có ổn không? Cậu đừng xem thường tôi. Tôi là kiểu mặc quần áo thì trông gầy, cởi đồ thì có cơ bắp đó. Cậu chuyển nhiều đồ vậy làm gì? Giống như chuyển nhà vậy.
Đúng vậy, chính là chuyển nhà. Tôi chuyển từ nhà ra ngoài. Được thôi. Có điều bố mẹ cậu đồng ý cậu chuyển nhà sao? Tự tôi đồng ý không phải được rồi sao? Cũng đúng. Như vậy có thể tiết kiệm tiền xe đi đi về về. Cậu có thể không mất công gọi xe, không cần vất vả như vậy nữa. Đúng rồi, câu lạc bộ các cậu thế nào rồi? Cách dưỡng sinh của chúng tôi đã phổ biến toàn trường rồi. Chút nữa cậu có việc gì không? Vậy mang xong đồ, cậu đi với tôi lên khoa một chuyến. Đi làm gì? Đi chứng kiến thời khắc câu lạc bộ vật lý trị liệu của bọn tôi chính thức tuyên bố. Được thôi. Thật sao? Ừ, đi thôi. Ký túc xá các cậu ở đâu? Cậu chậm chút. Cậu không chọn sao? Hôm nay cậu giúp tôi thi, vì cảm ơn cậu. Cậu có thể tùy ý chọn, tôi mời. Cậu chọn thứ cậu thích là được rồi. Tôi mua cho cậu. Cậu giúp tôi thi, cậu mua đồ ăn cho tôi. Cậu sao vậy? Tôi không sao. Ở đây có mũi. Tôi đi thanh toán trước. Hôm nay cậu sao lạ vậy? Làm sao? Cậu sao vậy? Uống nhầm thuốc à? Gió lớn quá, tôi cản giúp cậu. Tư Sung, làm gì vậy? Đàn anh. Vivi, mua đồ ăn giặt cho em. Đều là thứ em thích. Cảm ơn đàn anh. Anh đều nhớ cả sao? Không phải những thứ tôi đã mua cho cậu sao? À, không sao. Tôi có thể mang về ký túc xá chia cho mọi người. Tôi còn có việc, đi trước đây. Xin lỗi đàn anh, em cũng có việc, em đi trước đây. Không vui à? Hôm nay không phải thành tích luyện tập của anh rất tốt sao? Thất tình sao? Đúng rồi. Thất cái đầu cậu. Giờ trong đầu tôi chỉ có thi nhóm trong đội. Đúng là thất tình rồi. Không ăn nữa sao? Không ăn. Lại trúng chiêu rồi. Alo, mẹ, sao vậy? Con đang bận. Con bận cái gì? Mẹ khó khăn lắm mới hẹn được hội chẩn trong nước của Bích cho con. Quan trọng như vậy mà con không tới. Đầu gối con tính thế nào? Người ta đã về Mỹ rồi. Tối qua Vivi có chút chuyện, con không đi được. Chuyện gì quan trọng hơn đầu gối con? Vivi không sao chứ? Không sao, cúp máy đây. Phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Alo, Vivi, làm gì đó? Điện chăm cho tôi đi. Vivi, tôi đói rồi. Cậu mời tôi ăn cơm mà. Vậy giờ... Có nhiều chuyện để nói với Bành Phái thế sao? Cô Mỹ Linh. Đây là bản kế hoạch của câu lạc bộ em. Cô xem qua ạ. À?
Không phải mình em làm mà, là thành quả sự cố gắng của cả lớp, đặc biệt là Vivi. Cậu ấy giúp rất nhiều. Mai Vivi. Dạ. Em ấy định chuyển ngành à? Sao có hứng với hoạt động trị liệu như vậy? Chuyển ngành? Đúng vậy. Tuần đầu tiên đi học, em ấy đã tới tìm cô. Tham gia câu lạc bộ, chắc để tích GPA. Mình nghe cô Mỹ Linh nói, cậu định chuyển ngành. Nghiêm túc sao? Lớp trưởng, đúng là mình nên nói chuyện này với cậu từ sớm. Nhưng mình sợ nói với cậu, cậu sẽ không cho mình tham gia câu lạc bộ nữa. Nhưng cậu yên tâm, cho dù chuyển ngành, mình cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của câu lạc bộ. Mình không quan tâm cái này. Vivi, mình luôn thấy rằng cậu rất hợp với ngành này. Chúng ta ở cùng nhau rất vui. Mình tưởng cậu thích ngành trị liệu, mới cùng làm câu lạc bộ với mình. Vivi, lý do cậu chuyển ngành là gì? Nói với cậu ấy. Cũng phải cho cậu ấy cơ hội hiểu cậu chứ. Mình... Vivi, cậu có lý do gì không tiện nói sao? Bọn mình đều có thể giúp cậu. Mình thực sự mong cậu có thể ở lại. Lớp trưởng, lần sau chúng ta nói về chuyện này nhé. Mình có việc gấp phải đi trước. Vivi. Vivi. Mạch Tư Sung, gọi cho tôi mười mấy cục là cậu sao? Tôi thích. Tại sao không nghe? Lớp trưởng biết chuyện tôi chuyển ngành, đang giận tôi. Làm sao tôi nghe điện thoại? Quá ra cậu ở cùng Bách Hối. Cậu cười gì? Không có gì. Nào, mau chóng điện chăm đi, rồi đi tập luyện. Hôm nay không chạy bộ nữa, vừa thi xong, đưa cậu đi chơi. Đi đâu? Cậu nói đi chơi là đi dạo phố à? Tôi không có kinh nghiệm hẹn hò với bạn gái, nên cũng chẳng biết làm gì. Bạn à, chúng ta không phải kiểu quan hệ có thể hẹn hò được. Cẩn thận lời nói. Vậy chúng ta quan hệ gì? Chúng ta... Nói chung không hẹn hò được. Vivi, tôi thấy áo này không hợp với cậu. Cậu nên mua đồ phù hợp với đặc điểm của mình. Vậy đặc điểm của tôi là gì? Nhỏ. Cái gì nhỏ? Thấp nhỏ. Nếu không thì sao? Tôi thấp nhỏ bao giờ? Đi thôi. Tôi biết có một chỗ rất hợp với cậu. Đi. Đẹp lắm mà. Giây phút nhìn thấy cậu, dường như thấy chính tôi vậy. Đẹp chỗ nào chứ? Đây là phong cách BF, là bạn trai. Bạn giới tính nam mặc gì thì cậu mặc đó. Tôi thấy cậu đang nói dớ dẫn. Đợi chút. Đeo cái này nữa càng ngầu. Sao lại điện chăm tôi rồi? Không có. Muốn tôi thích cậu thì nói thẳng. Sao cứ phải điện chăm tôi? Tôi không có phóng điện. Cả ngày hôm nay chưa phóng lần nào. Ban nãy chỉ là tĩnh điện. Cả ngày. Vậy hôm nay thi, cậu không điện chăm tôi sao? Không có. Không ăn sao? Hôm nay cậu lạ lắm. Hoặc là nhìn chằm chằm vào tôi, hoặc là không nhìn chút nào. Cậu sốt có phải không? Cậu chắc là cả ngày hôm nay không điện chăm tôi chứ? Không có. Ăn đồ của cậu đi.
Cảm ơn. Nếu mệt thì tới phòng họp nghỉ chút đi. Thôi làm việc đây. Hôm nay giờ nghỉ trưa, cậu về trường là đi thăm Vivi đúng chứ? Chẳng trách để hết mọi việc đến buổi tối. Cậu ấy yên tâm tăng ca cùng tôi đi. Mai tôi phải về sớm. Nếu hoàn thành sớm nhiệm vụ của sếp Trương. Người có bạn gái thật ngưỡng mộ. Vẫn chưa phải bạn gái đâu. Còn chưa nói sao? Vì là bạn bè nên mình nhắc nhở cậu. Quá khứ không thể so sánh được với hiện tại. Mặc dù cậu đã đợi người ta lâu như vậy, nhưng chưa chắc người ta vẫn ở nơi ban đầu. Được rồi, biết rồi. Mà làm việc đi. Buổi sáng mình ngủ quên mất. Sao cậu không gọi mình? Tối qua thấy cậu về muộn nên mình cho cậu ngủ thêm. Vivi, đây là bữa sáng anh Bành Phái bảo chị mang cho em. Cảm ơn đàn chị. Bye bye. Tên nhóc đây cũng có chút đồ ăn này đó à. Alo, đàn anh. Vivi, cuối tuần em rảnh không? Có chuyện gì sao ạ? Nghe nói gần trường cấp 3 cũ có một nhà hàng mới mở. Nếu cuối tuần em có thời gian chúng ta cùng ăn cơm. Được. Bye bye. Anh ấy nói gì vậy? Cậu đừng quan tâm, mau đi học thôi. Có phải hẹn cậu không? Không phải. Mạch Tư Sung, Hạ Duệ. Không tồi, thành tích vẫn rất ổn định. Hôm nay định nhất cũng tới rồi à? Cô tưởng em định bơi tới khi nào cô nghỉ hưu chứ? Được rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Anh Sung, gần đây không thấy anh tập luyện mà ngày nào cũng ở lớp phục hồi chức năng. Sao anh tiến bộ nhanh vậy? Trước đây còn tưởng anh phải thêm tiền mới có thể bơi nhanh được, nhưng thực ra không phải. Anh chính là một thiên tài. Anh tin cậu ấy à? Anh ấy là kiểu có thể thức trắng đêm để luyện tập đấy. Còn giả giờ như mình kiểu trước giờ chưa từng cố gắng. Có phải cậu ấy lén lút luyện tập? Cậu tin lời cậu ấy à? Mình thấy cậu ấy ngày nào cũng ở cùng Mai Vivi, tình yêu chiếm hết đầu óc, cho nên ngày nào cũng hưng phấn như vậy. Cả tối qua anh ấy toàn hát tình ca thôi. Cậu không thấy à? Tôi cũng phục rồi. Vivi, sao cậu lại qua đây? Anh Bành Phái còn đem cả đồ ăn sáng tới cho cậu rồi mà cậu không có phản ứng gì. Có triển vọng. Anh ấy mời mình đi ăn cơm. Thật à? Mình đã nói mà, nhất định là anh ấy thích cậu đấy. Không có chuyện đó đâu, cậu nghĩ nhiều rồi. Mình phục cậu thật đấy, bạn yêu à. Anh ấy đã ra tín hiệu cho cậu 4 năm rồi. Nếu như không thích cậu, ngày nào cũng đến đây làm tiểu luận làm gì? Định làm tác giả à? Cậu sao vậy? Cậu có biết con gái của ngôi sao quốc tế Chương Tử Di tên gì không? Tên gì? Là Tỉnh Tỉnh đó. Bỏ lỡ đàn anh Bành Phái thì cậu sẽ không còn gặp được người đàn ông nào vừa tốt bụng vừa chung tình vậy đâu. Hai bọn mình vốn dĩ không có gì mà. Mình đang nói, cậu chỉ cần làm việc mà sau này không thấy hối hận là được. Nếu như thấy tiếc thì bây giờ vẫn còn kịp. Cứ thử xem nào. Bạn phóng viên này, cậu với Đinh Nhất đều có vấn đề về trí nhớ à? Tôi tên là Lý Đại Tây chứ không phải bạn phóng viên. Có chút chuyện này muốn phiền cậu. Cậu có thể giúp tôi gọi Vivi không? Hình như cô ấy bị bệnh rồi. Vivi bệnh à? Cô ấy mắc bệnh không nhận điện thoại của tôi. Cậu lại tìm Vivi làm gì? Đêm ấm áp đến à? Không cần đâu, cậu ấy đã có đàn anh Bành Phái rồi. Hẹn hò với Bành Phái rồi sao? Bây giờ thì không, nhưng sắp tới thì chưa chắc. Bye bye. Vivi, đây là món đặc sắc nhất của quán này, em thử đi. Được. Trường bọn em gần đây có chuyện gì không? Gần đây ở trường không có chuyện gì cả. Nhưng có một tin đồn, nói là gần đây ở trường có biến thái quấy rối nữ sinh.
Thế này đi, sau này anh sẽ tới đón em. Một mình em không an toàn. Không cần đâu, đàn anh còn có công việc cũng bận rồi, không cần tới đón em đâu. Alo, sếp Trương. Vivi, cậu có thể tới cổng trường đón mình không? Hình như mình bị người khác theo dõi rồi. Đàn anh, em có chuyện gấp nên đi trước đây. Alo, Vivi, cậu về trường chưa? Tôi đón cậu. Chưa, tôi ra ngoài đi đón Quân Quân. Hình như cậu ấy bị người ta theo dõi rồi, nhưng tôi không biết cậu ấy ở đâu. Bạn Cận Quân là mình. Mình là Hạng Duệ, bạn cùng phòng với Mạch Tư Xung. Sao cậu lại ở đây? Cậu đi theo tôi sao? Không có, cậu đừng hiểu lầm. Là thế này, không phải trường chúng ta đã cảnh báo là có biến thái sao? Tôi thấy một mình cậu là con gái, về ký túc xá có hơi không an toàn, nên mình định đưa cậu về. Nhưng mà mình cũng đâu có quen biết gì nhau. Không phải trước đây chúng ta từng gặp nhau ở câu lạc bộ vật lý trị liệu sao? Hơn nữa mình biết cậu là bạn cùng phòng với Vivi, hai người cũng là bạn tốt. Cho nên mình muốn bảo vệ cậu một lát. Nhưng ai ngờ cậu lại coi mình là người xấu chứ. Vivi, giờ cậu đang ở đâu? Mà nói tôi biết đi. Ở nguyên đó đợi tôi, đừng đi lung tung. Vivi, Vivi, chết rồi. Vivi, Vivi, nói gì đi. Vivi, Vivi, cậu không sao chứ? Ở đây không an toàn, chúng ta mau đi thôi. Được, chúng ta mau về thôi, đi. Tình hình tôi cũng đã hiểu được phần nào. Cô nhìn thấy tên biến thái đó bị người ta đánh chạy mất sao? Cô gái này cũng lợi hại đấy. Cô đã làm thế nào khiến cho tên biến thái chạy mất thế? Đó là điện châm mà tôi tặng.